Dạ vâng, em Tường Ngô Độc Đáo, em xin chào anh chị ạ. Vâng, chúc anh chị đang xem live có một ngày mới, một tuần mới thật là vui vẻ và hạnh phúc bên người thân và gia đình mình. Chúc anh chị có một ngày đầu tuần làm việc thật là hiệu quả và thành công anh chị nhé. Và ngày hôm nay thì Tường Ngô Độc Đáo chúng em lên sóng để giới thiệu cùng với anh chị đó là hai siêu phẩm. Vâng, một tác phẩm đó là Tam Nghe Trấn Trung gỗ lưu hương và một tác phẩm Ngũ Nghe Vần Cầu, chất liệu là gỗ chắc đỏ đen anh chị nhé. Mỗi một tác phẩm là mang một vẻ đẹp khác nhau, một vẻ đẹp riêng biệt. Một chút xíu nữa thôi, em sẽ quay lại gần hơn đến từng tác phẩm để anh chị có thể cùng thưởng lãm. Và yêu thích tác phẩm nào thì hãy liên hệ với chúng em anh chị nhé. Số điện thoại thì em đã ghi ở tiêu đề rồi, anh chị hãy liên hệ với chúng em ạ. Vâng, số điện thoại 0902223189, đó là số của MC Long anh chị nhé. Và em sẽ đến gần hơn từng tác phẩm để anh chị có thể cùng thưởng lãm và giao lưu. Trước tiên thì em sẽ xin phép quay từ tác phẩm gỗ lưu hương nhé. Vâng, đây là Tam Nghe Trấn Trung gỗ lưu hương VIP anh chị nhé. Em sẽ chỉnh cam một chút xíu này. Vâng, và nghe anh chị nhé, nghe là người con thứ 8 của rồng, có hình dạng đặc biệt, đầu nó không có sừng, chân như sư tử, đuôi dài, dữ dội, vâng, và có sức mạnh chống được các loại tà ma ác quỷ. Con vật này còn được gọi đó là Kim Nghe anh chị nhé. Em sẽ đến lại gần hơn đến từng chi tiết để anh chị cùng thưởng lãm tác phẩm này. Em báo kích thước để anh chị có thể cân đối, ướm vào trong không gian gia đình mình ạ. Cao là 34, rộng 51 và sâu là 55. Nguyên đường kính của chiếc chum là đường kính đến 41 anh chị nhé. Vâng, em đến lại gần hơn tác phẩm này để anh chị có thể cùng thưởng lãm. Vâng, ui anh chị ơi, anh chị thấy được những cái đường hoa lu không ạ? Gỗ lưu hương anh chị nhé, là một loài gỗ rắn chắc và bền bỉ, vâng, không bao giờ bị mối mọt bởi thời gian. Và anh chị càng trưng càng chơi thì gỗ sau này sẽ càng giá trị anh chị nhé. Và những anh chị đã sở hữu cho mình đó là những tác phẩm gỗ lưu hương rồi thì những tác phẩm gỗ bình thường thì sẽ khó có thể lọt vào mắt xanh của anh chị đúng không ạ? Thế anh chị đang ngắm nhìn với em đó là một siêu phẩm Tam Nghe Trấn Trung gỗ lưu hương rất là VIP anh chị nhé. Những chân lưu hồng rực. Vâng, và để hình thành lên lưu thì anh chị biết tới đó, cây đã gặp rất là nhiều khó khăn, giống như là bị sét đánh, bị muối mọt. Và những chân lưu anh chị thấy này, thường thì có sẽ chân lưu màu hồng này, màu vàng, và những cái chân lưu thì cũng có một đốm màu đen anh chị nhé. Đây là chúng em được chân lưu này, ui rất là nhiều màu luôn anh ạ. Vâng, màu vàng, màu hồng và những chân lưu màu đen, lưu cám rất là nhiều đấy ạ. Rất là giá trị cho một tác phẩm như thế này, liền khối đến 100% anh chị nhá. Đây anh chị thấy này, là móc tơi vo tròn chiếc chum này anh chị nhá. Đó, vo tròn này, đây là một viên ngọc này. Ui anh chị thấy được cái hoa lu không ạ? Quá là đỉnh luôn anh chị ơi. Vâng, kèm theo đó là được những cái đường led đục sắc led kỹ càng. Bối cảnh thì không hề rối mắt anh chị nhá. Bối cục nhìn rất là đẹp mắt và thanh toát lên được cái vẻ sang trọng của tác phẩm này. Vâng, và anh chị ơi, nếu sư tử đại diện cho sức mạnh, rồng hay tỳ hưu để giúp thu hút tài lộc thì nghe là một loài thú có nhiệm vụ canh gác và bảo vệ ngôi nhà. Chính vì vậy, những con nghe như thế này trong phong thủy rất được tin tưởng và săn lùng để có thể làm công dụng ở trong gia đình, đó là vừa làm vật trang trí, vừa làm linh vật có đầy ý nghĩa đặc biệt canh gác bảo vệ cho các vùng đất linh thiêng cũng như là nhà cửa của gia chủ. Vâng, nghe trong phong thủy có tác dụng ngăn chặn xua đuổi tà ma, khí quấy nhiễu và lên thường được đặt ở trước các cổng đình, cổng chùa. Như ở Việt Nam chúng ta thì anh chị cũng hay thấy ở cổng đình, cổng chùa thì cũng có hay đó là cặp nghe anh chị nhé. Vâng, vì nghe là một linh vật linh thiêng nên là đã hay được đặt đó là ở cổng đình, cổng chùa để có thể canh giữ đình, chùa, miếu đấy ạ. Vâng, và bên cạnh đó tác dụng còn giúp hóa giải, vâng, hóa giải tà khí xấu, giúp trấn trạch lên được đặt ở những nơi ngã ba, nhà có đường cong hay vật nhọn hướng đâm vào, giúp hạn chế được những năng lượng xấu và đồng thời là cũng sẽ giúp sản sinh năng lượng tốt dành cho gia chủ. Và em sẽ đến lại gần hơn để anh chị cùng ngắm nhìn đường nét đục của tác phẩm này anh chị nhé. Vâng, thì anh chị đã biết đến ý nghĩa của những chú nghe rồi thì em sẽ xin phép giới thiệu cùng anh chị đó là những cái đường nét đục đây. Anh chị thấy phần diện đúng không ạ? Nghe là hóa thân từ của chú chó được thuần hóa lên, được tiến hóa lên anh chị nhé. Đây ạ, nên là đầu thì sẽ giống như là đầu sư tử,
Nhưng mà thân cốt của chú Nghe này thì vẫn là chú chó, nên là vẫn được sẽ được coi là trong linh vật để có thể giúp trấn trạch trừ tà, đồng thời cũng đó là giúp thu hút tài lộc, canh giữ tiền của tiền tài cho gia chủ, hay còn gọi một cách khác đó là một vị quản gia đấy anh chị nhá. Và anh chị ngắm nhìn thấy cái đường nét đục không ạ? Những cái đường lông tỉa này mềm mại anh chị nhá. Đây, những cái viên ngọc này đó, vo tròn, chúng em vo tròn này. Những cái hoa lu thì rất là sáng luôn đấy ạ. Hoa lu rất là nhiều, lu từ lu cám kít đến lu 3D đó, anh chị thấy chưa, quá trời lu luôn, làm thì kênh bong lên anh chị thấy này. Bên cạnh đây thì chúng em còn chế tác đó là một củ nhân sâm. Vâng, củ nhân sâm là những cái bài thuốc quý chúng em muốn gửi gắm đến cho gia chủ đấy ạ. Em sẽ báo lại kích thước để anh chị có thể cân đối và ướm vào trong không gian gia đình mình anh chị nhé. Cao là 34, rộng là 11 và sâu là 55. Nguyên đường kính của chiếc chum là đường kính là 41. Mã tác phẩm là TCG024. Vâng, đây là ba chú nghe tam nghe trấn chum anh chị nhé. Chiếc chum này còn được gọi một cách khác đó là chiếc chum tài lộc. Vâng, giúp thu hút tài lộc về cho gia chủ anh chị thấy này. Ở bên trong chiếc chum là rất là nhiều đồng tiền vàng đó. Và ba chú nghe này đang có nhiệm vụ đó là canh giữ chiếc chum này dành cho gia chủ. Vâng, dinh tác phẩm này về nhà với ý nghĩa đó là dinh tài lộc tiền của về nhà, đồng thời kèm theo đó là ba chú nghe giúp bảo quản, vâng, giúp xua đuổi những tà khí xấu, canh giữ tiền của tiền tài cho gia chủ. Vừa đẹp vừa ý nghĩa đúng không anh chị ơi? Lại còn được chế tác trên một loài gỗ quý hiếm giá trị như thế này, nên anh chị đã yêu thích rồi thì hãy nhớ mã giúp em ạ. Mã là TCG024. Em sẽ báo giá để anh chị có thể cân đối và ướm vào trong không gian gia đình mình. Giá ở tác phẩm là 33.500.000 và đã bao gồm phí vận chuyển đấy anh chị nhé. Anh chị thấy này, quá là đẹp luôn ạ. Làm này đó, móc tơi từ cả phần chân đấy anh chị nhé. Đó, móc tơi này, chân lu thì sáng này, những viên ngọc đây ạ. Vâng, bên cạnh dưới đây cũng rất là nhiều đồng tiền vàng. Đó anh chị thấy, kể cả phần ở bên dưới bình cái cũng có lu anh chị nhá. Đó, lu này, lu gần như là bao kín luôn chiếc chum này anh chị ạ. Vâng, quá là giá trị luôn. Nguyên đường kính của chiếc bình là đã đến 41 rồi. Anh chị thấy này, những chân lu nhá, rất là hồng nhá, hồng rực này. Đó, những cái chân lu hồng như thế này thì rất là giá trị luôn ạ. Vâng, những hoa lu càng to anh chị nhá thì tuổi thọ của cây càng lớn, càng giá trị đúng không anh chị ơi? Nên anh chị đã trưng và chơi những tác phẩm đồ gỗ lu rồi thì không nên bỏ qua tác phẩm tam nghe trấn chum này đâu anh chị nhá. Vâng, giúp thu hút tài lộc này, trấn giữ tiền của tiền tài cho gia chủ. Em sẽ báo lại kích thước để anh chị có thể cân đối và ướm vào trong không gian gia đình mình ạ. Cao là 34, rộng 51 và sâu là 55. Đường kính của chum đó là 41. Vâng, TC mã của tác phẩm là TCG024 với giá bán là 33.500.000 bao phí vận chuyển với anh chị nhé. Anh chị hãy ngắm nhìn lại với chúng em một lần nữa về những cái đường nét đục của tác phẩm này. Anh chị thấy nhá, kể cả những cái phần gân cơ này, đó, chúng em đều tạo nổi lên, móc tơi kênh bong hết lên đây, rất là giá trị. Vâng, một tác phẩm phải thực sự là em không còn gì để mà tả nữa rồi anh chị ạ. Quá đẹp luôn anh chị ơi, bối cảnh thì vô cùng là hài hòa bắt mắt anh chị nhá. Bên cạnh đây còn có một chiếc đèn lồng này. Đó, tam nghe trấn chum gỗ lu hương anh chị nhá. Bằng ý nghĩa ở trong phong thủy, giúp thu hút tài lộc về cho gia chủ. Ba chú nghe có nhiệm vụ đó là canh giữ chiếc chum, canh giữ tiền tài cho gia chủ đấy anh chị nhá. Em sẽ sang tác phẩm thứ hai. Tác phẩm này thì cũng chế tác một tác trên chất liệu đó là gỗ chắc đỏ đen anh chị nhá. Vâng, trước tiên thì em xin phép để điện thoại đây và em sẽ chỉnh cam một chút ạ. Đây là ngũ nghê vần cầu này, gỗ chắc đỏ đen, độ liền khối rất là cao. Như anh chị biết tới hiện nay thì là gỗ chắc đỏ đen thì là đứng top A1 trong những loài gỗ quý hiếm rồi anh chị nhá. Và đây là chúng em tuyển chọn lâu, rất là lâu mới được một phôi. Và chúng em kèm theo đó là đường nét đục của những người nghệ nhân. Em sẽ xoay một vòng để anh chị có thể ngắm nhìn chi tiết về tác phẩm này. Ngũ nghê vần cầu, gỗ chắc đỏ đen. Ủa, anh chị thấy này. Đó, mặt đằng sau đây anh chị nhá. Mặt đằng sau đây là những cái phần thế lũa đây.
Đó, thế lúa tự nhiên của cô chắc. Và kích thước anh chị ơi, em báo kích thước để anh chị có thể cân đối ướm ở trong không gian gia đình mình. Cao là 42, rộng 68 và sâu là 33. Mà tác phẩm là TCG 199 anh chị nhá. Vâng, và tác phẩm này thì em sẽ quay lại gần hơn để anh chị có thể cùng thưởng lãm. Kích thước em vừa thông báo với anh chị đó ạ. Và độ liền khối của tác phẩm này rất là cao, liền khối đến 98%. Vâng, phụ đó là phụ những cái phần dây, vâng, phần dây lơ mà chú nghe đang ngậm ở trên miệng thôi ạ. Đây, em đến lại gần chị nhá. Vâng, được một màu sắc, gỗ chắc đỏ đen được một màu sắc, đó là những cái đường vân đỏ đen hòa quyện vào với nhau, tạo lên được một tác phẩm bắt mắt, sinh động. Và một màu sắc thì không thể nào lẫn được vào những tác phẩm khác. Vâng, đường nét đục thì sắc nét tinh tế đấy anh chị nhá. Ý nghĩa về những chú nghe thì anh chị em vừa giới thiệu với anh chị ở tác phẩm trước rồi. Thế nên tác phẩm này thì em sẽ xin phép giới thiệu cùng anh chị, đó là những cái đường nét đục thôi ạ. Anh chị thấy được không ạ? Vâng, làm từ phần khuôn diện đến phần da này, di sần hết anh chị nhá. Di sần này, đường lông thì tỉa đều nhau anh chị nhá, mềm mại này. Vâng, năm chú nghe còn tượng trưng cho là ngũ nghe, tượng trưng cũng tượng trưng cho là chữ phúc đấy anh chị nhá. Phúc, lộc, thọ, hàng, linh. Đó, anh chị thấy cái phần thần thái không ạ? Đó, di sần hết rất là lâu công cho một tác phẩm như thế này. Đây chị nhá, em có phụ đó là những chiếc dây lơ mà chú nghe đang ngậm ở trên miệng thôi này. Đó, còn đâu là những chú nghe và viên ngọc, kể cả những cây lấm linh chi hay là những chỉnh vàng như thế này, đều là liền. Nhưng chị thấy này, gỗ già nhá, rất nhiều chun chớp này. Chun chớp quá là đỉnh luôn. Những cây lấm linh chi, đó là những cái bài thuốc quý mà chúng em muốn gửi gắm đến cho gia chị. Đây là một viên cầu, vâng, một quả cầu đây anh chị nhá. Chúng em vo rất là tròn này, những cái dây lơ này. Đó, rất là đẹp luôn, thực sự tác phẩm này. Màu sắc thì vô cùng là hài hòa anh chị nhá. Cao là 42, rộng 68 và sâu là 33. Đây là mặt đằng sau anh chị thấy này. Vâng, đây là phần lúa anh chị nhá. Phần lúa chúng em bớt lại để anh chị có thể cảm nhận được hết, đó là cái vẻ đẹp mộc mạc khi chúng em để tự nhiên sẽ như thế nào. Vâng, mã tác phẩm là TCG 199. Với giá bán, vâng, giá bán anh chị nhá là 16.500.000 và đã bao gồm cả phí vận chuyển cho anh chị ạ. Móc tơi kênh bong đến từng chi tiết một anh chị thấy không? Rất là giá trị. Vâng, đường nét đục thì không thể nào mà chê được đâu rồi anh chị ạ. Vâng, tác phẩm này anh chị nhá, ngũ nghe vần cầu, vâng, với ý nghĩa ở trong phong thủy giúp thu hút tài lộc, đồng thời đó là giúp trấn trạch trừ tà, hay còn gọi một cách khác đó là một vị quản gia dành cho gia chủ. Vâng, giúp bạn canh giữ tiền của tiền tài đấy anh chị nhá. Và vị trí thích hợp nhất để anh chị có thể kê đó là hãy kê cho em ở nơi phòng khách này, nơi làm việc, và tránh kê cho em đó là nơi gần nhà vệ sinh hoặc là gần trong phòng ngủ anh chị nhá, không lên một chút xíu nào. Anh chị hãy kê cho tác phẩm này ở những nơi trang nghiêm, sạch sẽ, thoáng mát để có thể phát huy được tác dụng của tác phẩm này anh chị nhá. Vâng, và vừa rồi anh chị ơi, em lên sóng giới thiệu cùng với anh chị đó là hai siêu phẩm gỗ chắc. Vâng, một tác phẩm là gỗ chắc đỏ đen. Em sẽ báo lại kích thước mỗi tác phẩm để anh chị có thể cân đối và ướm vào trong không gian gia đình mình ạ. Vâng, tác phẩm đầu tiên đó là gỗ lu hương. Vâng, tam nghe trấn trung, gỗ lu hương VIP anh chị nhá. Cao là 34, rộng 51 và sâu là 55. Nguyên đường kính của chiếc bình là đường kính 41. Mã tác phẩm là TCG 024 với giá bán là 33.500.000 và đã bao gồm phí vận chuyển rồi anh chị nhá. Đó, liền khối hết đấy anh chị ơi, rất là giá trị. Tác phẩm thứ hai đó là ngũ nghe vần cầu, gỗ chắc đỏ đen, liền khối đến 98%. Chỉ có duy nhất đó là những cái phần chiếc lơ là chúng em có phải phụ vào thôi. Đây anh chị nhá, những cái phần dây lơ của chú nghe đang ngậm ở trên miệng này. Đó, còn đâu là những chú nghe đều là liền ạ. Vâng, cao là 42, rộng 68 và sâu là 33. Mã tác phẩm là TCG 199 với giá bán là 16.500.000 anh chị nhá. Vâng, mã là TCG 199, giá là 16.500.000 thôi ạ. Một tác phẩm gỗ chắc đỏ đen giá trị như thế này thì giá đó vẫn là quá là yêu thương anh chị nhá. Vâng,
Và vừa rồi thì em giới thiệu với anh chị đó là hai tác phẩm. Sau like mà anh chị yêu thích tác phẩm nào thì hãy nhớ mã và liên hệ với chúng em để có thể được tư vấn kỹ hơn, chi tiết hơn về tác phẩm. Mỗi một tác phẩm em báo mã, kích thước đều rất là rõ ràng. Anh chị hãy liên hệ với chúng em ạ, số điện thoại 0902 223189 để có thể được tư vấn kỹ hơn. Chúng em sẽ gửi hình ảnh, video ngắn để anh chị có thể cùng thưởng lãm. Yêu thích rồi thì đừng bỏ lỡ, vì mỗi một tác phẩm em chỉ sẵn duy nhất là một thôi. Nếu bỏ lỡ rồi thì sẽ khó có cơ hội thứ hai để có thể gặp lại. Và bây giờ thì em xin chào và tạm biệt anh chị. Cảm ơn anh chị đã rất là nhiều đã đến với Tượng Gỗ Độc Đáo chúng em. Em xin chào và cảm ơn anh chị rất là nhiều ạ.